Hân hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, bên cạnh việc theo dõi vận may từng năm thì mọi người cũng rất quan tâm đến vận may của từng tháng, từng ngày. Dân gian thường gọi tháng giêng là tháng ăn chơi, cũng là nốt nhạc đầu khởi động cho năm mới. Vậy nên vào tháng đầu tiên của năm, mọi người vẫn còn giữ tâm lý tương đối thoải mái và không quá lo nghĩ đến việc may mắn hay xui xẻo. Tuy nhiên, có một câu hỏi lớn mà nhiều người thường thắc mắc, đó là tử vi số mệnh của mình trong tháng 2 năm nay liệu sẽ như thế nào? Liệu sẽ gặp được nhiều may mắn, được thần Phật phù hộ hay là khó khăn vất vả trăm bề? Video ngày hôm nay sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị. Xin mời theo dõi. 1. Tuổi Thìn. Trời sinh những người tuổi Thìn mang mệnh của rồng, cả đời họ người mưu cầu quyền lực và sự giàu có. Vì vậy, họ không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội tốt để đổi đời. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Họ luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách để làm động lực tiến về phía trước. Người tuổi Thìn luôn gặp nhiều sóng gió, nhưng rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi học có nói, bước vào năm 2020 này, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều chuyển biến bất ngờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều có cải thiện đáng kể. Tháng 1 này, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn. Đến tháng 2, tuổi Thìn sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, giúp sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào. Chuyện làm giàu và trở thành đại gia chỉ trong tầm tay. Nhìn chung, chỉ cần tiếp tục giữ vững tinh thần thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua. Từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều có cải thiện đáng kể. Tháng 1 này, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn. Đến tháng 2, tuổi Thìn sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, giúp sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào. Chuyện làm giàu và trở thành đại gia chỉ trong tầm tay. Nhìn chung, chỉ cần tiếp tục giữ vững tinh thần thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua. 2. Tuổi Sửu. Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách kiên định, luôn chăm chỉ siêng năng và đặt công việc lên hàng đầu. Trong số những con giáp, tuổi Sửu là người có chí cầu tiến, sống thực tế và không bao giờ mơ mộng. Họ tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn, nên luôn nỗ lực hết sức để tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Bước vào giai đoạn trung vận, những người tuổi Sửu thường công thành danh toại, sự nghiệp và tài vận đều đủ đầy nhưng chưa thăng hoa. Năm nay có thể nói là năm mà những chú trâu trút bỏ hết vận đen và cả gánh nặng từ lúc trước để đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, không phải tháng nào bạn cũng được thần may mắn ưu ái để thu về những điều hanh thông cho bản thân. Nếu như cuối năm 2019, bạn phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách đến mức bản thân từng có ý định bỏ cuộc, thì sang năm mới này, bạn sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần trước đấy. Theo tử vi học, năm 2020, tuổi Sửu nhị hợp, cho nên người tuổi Sửu được sao tốt chiếu mệnh, gặp may đủ đường cả về tài lộc lẫn công danh sự nghiệp, tình duyên. Có thể thấy, các cơ hội may mắn này được trải dài từ đầu năm đến cuối năm, nên bản mệnh có thể đùng đỉnh, có thêm thời gian chuẩn bị cho kế hoạch của bản thân. Khi đã có sự chuẩn bị kỹ càng, bạn không phải lo sẽ vuột mất thời cơ khi nó đến nữa. Tử vi học có nói, bước vào năm 2020 này,
những người tuổi Sửu sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt tháng 1 tới đây, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân. Người này sẽ tạo điều kiện giúp tuổi Sửu thăng hoa mỹ mãn, tài vận dồi dào, càng làm việc càng giàu có. Sau tháng 2, tuổi Sửu sẽ được tạo điều kiện để phát triển mọi thứ ngày càng tốt hơn. Những khó khăn còn tồn đọng ngày trước sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cuối năm nay thập toàn thập mỹ. 3. Tuổi Tuất. Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn kiên trì và có chí phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Đa số những người tuổi Tuất đều không được sinh ra trong gia đình đủ đầy sung túc, nhưng họ có bản lĩnh để tạo ra sự phú quý cho chính mình. Vào thời niên thiếu, người tuổi Tuất thường gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng họ không hề nản lòng. Thay vào đó, họ xem thử thách là động lực để ngày càng phát triển hơn, giúp bản thân mạnh mẽ hơn để đổi đời. Tử vi học có nói, bước vào năm 2020, cuộc sống tuổi Tuất có nhiều thay đổi tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều thuận lợi suôn sẻ. Ngày trước, những người tuổi Tuất không cảm nhận được mình gặp nhiều may mắn, thì bước vào năm nay, họ sẽ gặp nhiều hỷ sự. Cụ thể, tháng 2 này, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân. Người này sẽ tạo điều kiện để tuổi Tuất làm giàu. Bên cạnh đó, họ sẽ tìm được cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. 4. Tuổi Mão. Nếu như trong năm Kỷ Hợi 2019, người tuổi Mão gặp phải nhiều sóng gió khổ sở để tìm kiếm thời cơ bứt phá của bản thân ở thời điểm giữa năm, tuy đến cuối năm 2019, tình hình có khởi sắc hơn chút nhưng chưa thật sự đáng kể. Vậy khi bước sang năm Canh Tý 2020, vận trình của người tuổi Mão sẽ diễn biến theo một chiều hướng tốt đẹp hơn hẳn. Tử vi 2020 nhận thấy năm nay là thời điểm tài vận của tuổi Mão có sự thay đổi tăng tiến một cách chóng mặt. Điều này giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi tạm thời không cần vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền nữa. Căn cứ vào tháng phát tài 2020 của 12 con giáp, bạn sẽ cảm nhận sự may mắn rõ rệt khi bước vào các tháng 3, tháng 8 và tháng 10 âm lịch. Trong các tháng này, bạn được quý nhân giúp đỡ nên công việc, cuộc sống đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc mỗi ngày một tăng. Chẳng những vậy, tình duyên lứa đôi êm ấm và hạnh phúc cũng khiến con giáp có nhiều tháng may mắn nhất năm 2020 này trở nên sống tích cực hơn rất nhiều. Cần lưu ý là tháng 10 âm lịch tuy là thời điểm may mắn, nhưng chủ yếu dành cho người làm công ăn lương. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán, vẫn cần phải chờ thời cơ phát tài phát lộc ở thời điểm khác. Tháng vượng vận của tuổi Mão chính là tháng 2 âm lịch sắp tới đây. Tuổi Mão cần biết nắm bắt thời cơ để tạo nên thành công lớn và sự bứt phá trong năm mới. 5. Tuổi Mùi. Với người tuổi Mùi, năm Canh Tý 2020 là thời điểm để bạn tiếp nối may mắn từ năm Kỷ Hợi 2019. Có thể nói, thần may mắn đã bỏ qua người tuổi Mùi, khiến bạn gặp không ít trắc trở và gian nan trong suốt 2 năm 2017-2018. Nhưng bạn lại được đền bù bằng 2 năm tiếp gặp nhiều thuận lợi là 2019
và 2020. Theo các chuyên gia phong thủy, tiếp nối những thành tựu tuyệt vời của bạn vào năm 2019, trong năm Canh Tý này, tuổi Mùi sẽ tiếp tục là một trong những con giáp có nhiều tháng may mắn nhất năm 2020, đặc biệt là trong tháng 2 âm lịch. Tuy nhiên, năm Canh Tý cũng chính là năm bạn bị ảnh hưởng của Thái Tuế, có cơ hội phát triển đó, nhưng nếu không biết nắm bắt thì cũng chỉ như gió thoảng mây trôi mà thôi. Kiếm tiền, kiếm danh lợi vốn chẳng phải việc dễ dàng, nên đừng bao giờ để vuột mất cơ hội chỉ vì do dự hay chần chừ. Ngoài ra, tháng 8 âm lịch là khoảng thời gian các bạn làm trong ngành tài chính, marketing hay bất động sản vân vân sẽ có nhiều khả năng tăng thêm thu nhập của mình một cách nhanh chóng. Đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ lỡ vận may trời cho hiếm có này. Quý vị thân mến, trong phần đầu của chương trình, Phú Quý Tài Lộc đã chia sẻ về các con giáp gặp nhiều may mắn, suôn sẻ và thuận lợi trong tháng 2 âm lịch năm Canh Tý 2020. Vậy quý vị có thắc mắc về vận mệnh của các con giáp còn lại trong tháng 2 âm lịch này sẽ như thế nào không? Việc dự đoán trước về vận mệnh trong tương lai sẽ góp phần giúp bạn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho những kế hoạch sắp tới của mình. Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu trong phần tiếp theo của video nhé! 1. Tử vi tháng 2 tuổi Tý theo âm lịch. Bước sang tháng 2 âm lịch, người tuổi Tý sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong công việc khi mà nguyệt lệnh bước vào đất tuyệt. Sự cạnh tranh khiến bạn không khỏi mệt mỏi và căng thẳng, khó tìm được đường tiến. Tiểu nhân có thể sẽ tính kế để ngăn cản bản mệnh đạt được mong muốn của mình. Càng nóng ruột, con giáp này càng dễ mắc sai lầm, có thể sẽ bỏ lỡ những cơ hội tốt để phát huy năng lực của bản thân. Đường tình duyên cũng bất ổn, tổng thể đào hoa kém sắc, khó có thể đạt được nhân duyên như ý. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Tài lộc rực sáng, nhiều may mắn bất ngờ đang chờ đón tuổi Tý. Thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái hay những việc ngoài luồng. Người làm ăn kinh doanh cũng có một tháng khởi sắc. 2. Tử vi tháng 2 tuổi Dần theo âm lịch. Theo dõi tử vi phương Đông, tuổi Dần có thể sẽ có một tháng bùng nổ về tình duyên khi mà có biết bao người thầm thương trộm nhớ rồi tỏ tình với bạn. Người có đôi có cặp cũng sẽ cảm nhận được sự tăng nhiệt trong mối quan hệ. Công việc thời điểm này của bản mệnh khá ổn, chính quan giúp sức nên những chú hồ có thể phát huy được năng lực của mình ở mức tốt nhất, biết cách để biến mình trở nên nổi bật hơn hẳn những người khác. Nam mệnh trong tháng 2 âm cũng sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến. Quý nhân của bản mệnh cũng chủ yếu là người nam lớn tuổi. Hãy lưu ý để không lỡ mất thời cơ gặp quý nhân. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh trong tháng này không được tốt lắm. Phần nhiều là do bạn lo lắng căng thẳng quá nhiều, cũng đa sầu đa cảm mà ảnh hưởng đến sức khỏe. 3. Tử vi tháng 2 tuổi Tỵ. Tử vi năm 2020 tháng Kỷ Mão cho thấy tháng này là thời điểm hung cát đan xen, vận trình tuổi Tỵ lên xuống bất định. May mắn là nguyệt lệnh lâm đế vượng sẽ phần nào ổn định tình hình, giúp cho con giáp này có thể đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy khó tránh khỏi khó khăn do bị tiểu nhân ngăn cản, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ là có thể vượt qua. Trong tháng có điềm báo quý nhân vượng dễ phát về đường công danh sự nghiệp, cần tập trung sức lực để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, không bị ảnh hưởng bởi những chuyện cá nhân.
Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ tháng này không được tốt, cảm xúc lên xuống phập phù, khiến cho đối phương cũng không xoay chuyển kịp với tốc độ thay đổi của con giáp này. 4. Tử vi tháng 2 tuổi Ngọ theo âm lịch. Tháng này cục diện tương xung sẽ tác động nhiều đến cuộc sống của người tuổi Ngọ. Bản mệnh phải đối mặt với nhiều biến cố về tình cảm, những tổn thương khiến cho con giáp này mệt mỏi chán chường. Bù lại thì công việc trong tháng 2 âm khá tốt. Nguyệt lệnh ở đất lâm quan nên chỉ cần chăm chỉ kiên trì thì bản mệnh cũng sẽ có được thành công. Trong tháng này có nhiều sao tốt trợ giúp cho con đường công danh. Hãy nắm bắt cơ hội đón nhận sự hỗ trợ của quý nhân để có thể phát triển tốt nhất có thể. Càng độc lập sáng tạo thì cơ hội thăng quan tiến chức càng tới nhanh. Thiên ân cho thấy những hướng đi mới sẽ thích hợp với tuổi Ngọ hơn việc đi theo lối mòn trong thời điểm này. 5. Tử vi tháng 2 tuổi Thân theo âm lịch. Tuổi Thân trong tử vi tháng 2 âm khó có thể giữ được tình cảm ổn định bởi hay dao động và hay thay đổi. Bản mệnh dễ bị ảnh hưởng bởi những lời xúc xiềm của người khác, khiến cho người ấy cảm thấy tổn thương vì không được tin tưởng. Mộc dục còn thể hiện sự bất an khi con giáp này không dám bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương và để lỡ thời cơ để thổ lộ với người ấy. Chần chừ do dự có thể khiến bản mệnh phải ngậm ngùi khi đối phương chẳng hề cảm nhận được tình cảm của mình. Công việc trong tháng này không có nhiều khó khăn cho lắm. Bản thân bạn bị ảnh hưởng nhiều bởi chuyện tình cảm nên đôi khi khó tránh khỏi được việc làm, khó tránh khỏi được làm việc bê trễ. Nhưng cũng may lại được người khác giúp đỡ nên chưa lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. 6. Tử vi tháng 2 tuổi Dậu theo âm lịch. Tử vi tuổi Dậu năm 2020 cho thấy trong tháng 2 âm lịch, bản mệnh kiếm được nhiều tiền nhưng chưa chắc đã giữ được tiền do bị đại hao hung tinh ngáng trở. Tiền vào tay hôm trước thì hôm sau đã mất. Song điều đó cũng không khiến con giáp này quá mức buồn phiền, bởi bạn lạc quan tin tưởng vào năng lực của bản thân. Thời điểm này công việc tiến triển tốt, thậm chí những chú gà còn có khả năng được đề bạt lên vị trí tốt hơn nữa. Song chuyện tình cảm lứa đôi lại không được suôn sẻ. Bản mệnh dễ bị gia đình phản đối tình cảm với người ấy, cũng có thể vì gia đình mà nảy sinh nhiều mâu thuẫn với người mình yêu. Sức khỏe trong tháng khá tốt, không cần phải lo lắng nhiều, nên tăng cường tập luyện thể dục thể thao, vừa tăng sức đề kháng, vừa có thể giải tỏa được áp lực trong cuộc sống. 7. Tử vi tháng 2 tuổi Hợi theo âm lịch. Tuổi Hợi tháng 2 âm có thể sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trên đường công danh sự nghiệp. Chính quan soi lối có nhiều cơ hội để con giáp này tìm được hướng đi mới, khẳng định năng lượng của mình. Tuy nhiên trong tháng tiểu nhân vận khá vượng nên sẽ ảnh hưởng tới khả năng phát huy của con giáp này. Bản mệnh chỉ cần sơ sẩy một bước là có thể sẽ đi tong hết bao nhiêu công sức trước giờ mình bỏ ra. Tam hợp cục sẽ tác động nhiều đến đường tình duyên của những người tuổi Hợi. Bản mệnh sẽ có một tháng ngọt ngào bên người mình yêu. Những mâu thuẫn bất đồng trước đó dần tan biến hết.
Quý vị thân mến, vậy là tùy vào từng con giáp khác nhau mà mỗi người có thể gặp may mắn hay xui xẻo vào tháng 2 âm lịch năm Canh Tý 2020 này. Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố quyết định tất cả, chỉ cần bạn luôn cố gắng nỗ lực hết mình thì nhất định thần may mắn sẽ mỉm cười mà thôi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!